Sau gần nửa thế kỷ, hệ thống đường sắt Việt Nam giờ đây đang ngày càng lạc hậu, không theo kịp sự phát triển của các phương thức vận tải khác như đường thủy, hàng không và đặc biệt là đường bộ. Từng một thời là niềm tự hào của cả ngành giao thông, thì giờ đây thị phần vận tải đường sắt chỉ còn không đến 1%. Thực tế hiện nay tại nước ta thì loại hình vận tải đường sắt với hệ thống cũ kỹ lạc hậu vẫn là đường một chiều, khổ đường ray 1 mét là chủ yếu. Trong khi đó, hầu hết các nước trên thế giới không còn dùng nữa. Vì vậy, tỷ trọng vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt ngày càng giảm so với các phương thức vận tải khác. Đến hết năm 2020, vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ hiện đang chiếm khoảng 94% tổng số hành khách, trong khi đường sắt phục vụ chưa tới 0,5. Nhìn nhận về bức tranh bất đối xứng này, các chuyên gia về kinh doanh vận tải chỉ rõ những mặt thiếu sót của đường sắt so với các loại hình khác cần được khắc phục trong thời gian tới. Cái cách thức mà chúng ta tổ chức cái vận tải đường sắt của chúng ta hiện nay đấy, thì cái thời gian vận tải kéo rất dài và nó tăng cái số lần bốc xếp ở các cái đầu mối vận tải lên, rồi lưu kho lưu bãi, rồi giải quyết vấn đề kho lạnh các thứ như thế nào, chúng ta chưa có cái sự chuẩn bị đúng mức về để đáp ứng những cái nhu cầu rất đa dạng của vận tải hàng hóa. Chính vì vậy, việc xem xét xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam được các chuyên gia về giao thông cho là cuộc cách mạng và cần phải khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này vẫn còn những luồng ý kiến trái chiều về phương án thực hiện. Vì tuyến đường hiện có là tuyến đường đơn, cho nên là chúng ta gặp hạn chế rất nhiều trong việc nâng cao tần suất vận hành. Vì vậy, nhất thiết cần có thêm một tuyến bên cạnh để tạo thành tuyến đường đôi. Trong khi làm mới thì vẫn phải củng cố, tăng cường đường sắt cũ. Để làm mới là cả một quá trình tích lũy, giải phóng mặt bằng, đối mặt với rất nhiều rủi ro. Trong khi nếu mà gia cố, tăng cường đường sắt cũ thì rõ ràng có thuận lợi hơn rất nhiều. Khi hành lang đã được vạch tuyến, khi các khu đô thị đã được hình thành, khi mà nền tảng hạ tầng cũng như là công kỹ nghệ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ gia cố vào đó một phần nhỏ thì chúng ta có thể khai thác với hiệu suất cao hơn. Bên cạnh đó còn là những khó khăn về khoản vốn đầu tư, khi mà dự án theo như Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán thì chỉ nâng cấp thôi, chứ không nói đến việc xây mới. Chúng ta đã cần khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, cùng với đó là nguồn thu để vận hành tuyến này không nhỏ.